Mấy qua mình là Linh đây. Rồi hôm nay chúng ta sẽ gọi là đặt niềm tin trao yêu thương cho em 6 nòng gươm một lần nữa. Và đương nhiên mình sẽ cầm theo một bộ combo gọi là được làm lại. Rất là đẹp trừ. Á thì dòm trừ khẩu đe gồn em ạ. Sao nó từ lâu như thế rồi mà chú kích vẫn chưa làm lại khẩu này nhỉ? Nhìn nó rất là lý ra là nó đẹp lắm đấy. Thực sự nó rất là đẹp ở bên khu ở bên Việt Nam thì nhìn như kiểu là top 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 top. Ôi đạn nhiều lắm bạn ơi. Thoải mái đi. Viên cuối cùng nhỉ mọi người. Này thì có thắng. Ôi, với combo này thì không ngán vũ con thằng nào. Tự tin hẳn ra đúng không? Ui sao mình hay bắn chết đấy. Nó xả đạn nhanh quá anh ạ. Qua đây qua đây qua đây. Đúng rồi. Chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Thằng nữa. Đâu rồi, thằng đâu to đâu. Kìa kìa, nó kìa, nó kìa. Máy quét nó không để ý mình, nó không để ý mình. Chạy, 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 chạy. Ui, à mình tưởng nó nháy chứ. Ui, cảm giác nó sấy thế. Phê thôi rồi, lợm ơi. Mình thấy một con roi bằng này thì phải. Đâu rồi? Ô. Giờ này thấy nhiều anh em lại thích chơi cái map ga tàu này. Thấy mới hay, được cái map này hay mà nó không quá rộng. Với cả đấy anh em săn chiến đó, rất là vui. Chơi luôn, ngại gì vẫn bẩn. Mày đấy. Ui. Trời ơi, nó nháy là tiếc không chứ lại. Ủa, số phận hầm hưu. Chạy đấu. Mình biết ngay cả gì nó leo lên đây mà. À, tiếc quá cả con kia nó nháy, không là đẹp rồi. Ôi đâu bên rồi. Sao quá ta. Còn một con đồ nhỏ nữa. Đi đâu cũng thế, thính bám đầy người này. Rồi anh em xem thì đừng quên like của mình. Đây có khi là một bộ combo gold mà gọi là mạnh nhất tới tính thời điểm hiện tại rồi. Đấy theo mình cảm nhận của mình thôi. Kìa kìa kìa. Chơi nó luôn em ơi. Ui. Mù mắt rồi. Kịch dại rồi. À à, một sao, một sao, một sao. Nó sẽ leo xuống này, xong nó leo leo lên này. Sao tụi mấy bọn này nó cứ thích cái kiểu leo cầu thang đấy nhỉ? Nhìn là biết kiểu nó chạy rồi. Ai à. Chơi đi bạn. Chơi đi bạn. Chơi đi bạn. À à. Chạy. Chạy đâu. Ui, sao mặt. Ôi, thằng này 2 sao này. Ok. Tính tới điểm tại cũng phải đến 4 hay 5 đồ gold được làm lại rồi. Sơ sơ là 6 nòng N1 này, DE này, Nepal này, M4 gold, AK gold này. Có gì nữa nhỉ? Mình nghĩ là tầm đấy thôi. Sắp tới thì nó sẽ còn rất là nhiều. Anh em cứ hình dung như ở nanh độc gold hay là Jack Hammer gold được làm lại thì không biết là thế nào. Có cả RPK gold làm lại rồi nhá, bên khơi ấy. Chẳng qua nó chưa về Việt Nam thôi. Thằng top kìa. Ui, sắc mặt. Ui, tốt, 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 tốt. Bọn đấy leo cầu thang, thích leo cầu thang à? Thôi chạy. Chúng mày sang thì tao chạy thôi. Ok. Ô, mình xin. Ủa ôi. Bọn đấy nó cái dòng này nó bắn khỏe quá. Không thể kiểm soát được bản thân mình. Không kiểu kiểm soát nỗi sung sướng. Ôi, né đi bạn ơi. Né đi này. Né hộ mình cái luôn này. Ôi, sắc mặt. Khẩu 6 nòng mà nó có thay đạn nhanh nữa thì bộ combo gọi là khiến zombie phải xanh mặt. Giờ nó nhìn mình nó còn chán đi, nó không dám đuổi rồi đấy. Từ từ, phải đề phòng. Xê quá đã. Rồi chết rồi, mình thay đạn đã. mỗi lần thay đạn em phải để ý nữa. Không là vỡ bộ một chỗ sổ vậy. Ok, 250 viên. Đây rồi. Chơi thôi bạn ơi. Ok. Ui, đồng thế. Lag ấy nhỉ. Sao tự nhiên lag ấy. Ok ok. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Vội quá mình, nói chung mình hơi đánh vội.
kìa, nó núp ở kia kìa. Đây rồi. Chạy đâu em ơi? Thằng nữa. Vẫn còn. Đùa với đe luôn. Láo nó quen. Đâu còn. Từ bì tránh con đồ to ra được. Mày đấy. À đây rồi, đâu rồi. Cửa này thì mày chạy đâu? Chạy đâu có sâu. À đều, mình cân hết này, đây là một vét mấy đây. Ui, tao lại ngán chúng mày quá. Nào, cứ bơi về đây, càng đâu càng vui này. Ui, chú quỷ. Đây, à, chạy rồi. Chạy. Xôi ôi, 5 kill. Quá là thơm. À, còn là sau này. Bay đấy. Mày, xôi ôi, 8 kill, phê quá. Quá đã. Đấy, cái chiếc nào chuyển phải này thì anh em chỉ đứng một chỗ thôi. Nó xấy kìa. Đấy, khi anh em bấm chuyển phải là khi một khi thay đạn là không được thay đổi súng luôn ý. Tức là nó chỉ cố định một chỗ như này thôi. Đây là cái chức năng này thì thẩm du thì anh em dùng, chứ còn không thì cũng bán bình thường. Này thì chạy. Ok. Ba phát bên trên. Này thì chạy đâu. Ok. Ôi, mình cần chiến toàn nháy thôi anh em ạ. Thề. Xùi thế này. Kìa. Bỏ lạc. Ngày mai có con bỏ lạc ở đây. Mày cuộn cái này to phát. Ui. Chạy. Chạy ngàn kịp. Nó đổi do mới. Quá, tí chết. Ôi, đâu hết rồi. À, to. Này thì top. Ui. Cái phát thứ hai mình chậm hơn nó. Mày đánh Sida thế ta. Sắp Tết rồi, đâm ra lại thèm bánh chưng vậy. Đầu lúi cả lên rồi. Kìa. Ui. Sao con bò lác ở đây? Ui, chỗ nó thập dù hết rồi kìa. Chán không chứ đấy. Ui, phải. Dòm tuyệt chủng anh em ơi. Ở đây này, có mỗi con vế này thôi này. Cận chiến nó đi. Kìa. Qua đây. Này đi. Mình xin. Ôi, mình đã top 3. Top 1 thì mình nghĩ là một trận nữa. Chắc là ổn. Trận này mình đánh cẩn thận một chút xem nào. Em sẽ nhớ like và bấm vào cái chuông nhá. Mà hình như là cái chuông nó cái lỗi. Cái chuông của YouTube hình như nó lại bị lỗi hay sao. Thì thế không có đề xuất luôn. Ui ôi. Ok, mình vẫn sống này. Này cho ngửi có bom này. Nào, qua đây. Một thằng. Nào. Nó lại thơm quá. Các bạn cứ lao đầu vào là mình cân hết. Đây rồi. Ui. Nó mà đẹp khôn quá. Ui. Có vẻ căng thẳng ấy nhỉ. Đưa top căng thẳng quá. Đây. Ngon quá. Ui. May cho con vếu nhá. Không là bị thằng đất choi nó phụ cho tung đít đây rồi. Đâu ấy. Đây rồi. Khổ máu luôn. Trời ơi, hai chém. Quá ngon. Đâu rồi? Má. Mỗi lần thay đạn mà kiểu tim như ngừng đập vậy. Ok. Phải đây mình đánh nhanh hơn tí nữa là mình cứu được nó đấy. Chạy. Có thằng nào vào đây không? À có. Bùm. Ôi chạy ngang kịp. Cứu em. Nào. Từ từ mình xem nó nhảy chưa đã. Nhảy rồi, mình nghĩ là nhảy rồi. Nó sợ.
Nào. Ui. Nhảy quá luôn rồi lại. Đã quá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hy vọng anh em thích bộ combo này. Cảm ơn anh em. Chúc mọi người vui vẻ.